Trời ơi, có nhiều người đến quá. Trò giải trí hay nhất là xem đánh nhau mà. Chúng ta nên bán vé vào cửa mới đúng. Con làm nhé sư phụ. Nói cái gì? Mấy tay lính đánh thuê mất tích rồi sao? Vâng. Không để lại dấu vết nào. Từ đêm qua tới giờ không ai thấy chúng cả. Trước đó có thấy gì lạ không? Mô thủ lĩnh, có việc gì mà anh lại tới nơi này thế? Sao tôi lại tới đây à? Vì ông đã cứu huynh đệ của tôi ở Đan Đông. Tôi tới cảm tạ ông thôi chứ có gì đâu. Mô Y Hòa và bọn đánh thuê đã từng giao đấu với nhau sao? Vâng, thưa ban chủ. Tên Mô Y Hoa xảo quyệt đó, có lẽ hắn đã biết việc chúng ta làm. Cho người tìm hiểu, tìm xem bọn lính đánh thuê đang ở đâu. Tìm hiểu xem Mô Y Hoa có liên quan gì tới việc này không, rồi báo cho ta. Vâng. Ôi, ngài đã tới rồi ạ. Dân, đúng thế, đúng thế. Thiếu gia, sơ ban chủ đã đến rồi ạ. Đi báo cho Xuân Tê đi. Cả cậu cũng chuẩn bị luôn đi. Dân. Bao nhiêu người tới vậy? Dân, người ở bang Samtong đến đông lắm ạ. À. Đi thôi. Hãy cho họ thấy ta mới là chủ nhân thật sự của bang Samtong này. Dân, thưa đại ca. Ồ, Su Wu Ji. Em đến cổ vũ cho anh đấy à? Hai người đàn ông bang Samtong đánh nhau, anh thấy tôi có thể cổ vũ cho ai chứ? Đừng để bị thương nặng quá là được. Vì tôi hết thuốc tê rồi. Anh bị gì để tôi phải khâu sống cho anh đó? Này, anh sẽ quay về không một vết trầy xước. Thế nên ta hẹn hò nhé. Cái đồ ngốc này, anh biết là không có chuyện đó mà. Con trai có Chi Mân Thượng Hải. Xin Dương Tê. Xin Dương Tê. Xin Dương Tê.
Xin Dương Tê. Hãy cổ vũ cho anh ấy. Dương Dây Hoa. Dương Dây Hoa. Dương Dây Hoa. Dương Dây Hoa. Xin Dương Tê. Phó bang chủ. Dạ. Trực giác mách bảo ta rằng bọn lính đánh thuê bị mất tích đang nằm trong tay Mô Y Hoa. Khi nào trận đấu kết thúc, hắn sẽ cho mọi người biết đó chính là những kẻ đã sát hại người của bang Sam Tông. Trước đó hãy tìm cách trừ khử bọn chúng đi. Tôi hiểu rồi ạ. Bang chủ, nếu ngài cần gì thì cứ bảo tôi à. Ở yên ở đó đi. Dạ. Kính thưa quý vị, chắc quý vị đã chờ lâu lắm rồi. Thời gian đặt cược giờ đã kết thúc. Lúc này đây, trận đấu mà quý vị đang chờ đợi, trận đấu quyết định chủ nhân có hộp đêm Thượng Hải, trận quyết đấu giữa Dương Dây Hoa và Xin Dương Tê, bây giờ xin được phép bắt đầu. Chúng ta sẽ không thương xót, cũng không bỏ cuộc, cho đến khi có một người gục ngã hoàn toàn. Ok. Ok. Sao chúng ta lại thành ra thế này? Gì à?
Thôi xong rồi. Jin Jin Hwa đã phát hiện ra vai của Jin Tae bị thương. Thì chúng ta phải làm sao đây ạ? Ý cậu làm sao là làm sao chứ? Đành phải xem tới cùng thôi, chứ làm sao bây giờ? Bị làm sao thế này? Anh nói cái gì vậy? Thế giới rộng lớn, người thì chạy, người thì bay. Nếu tao không sinh ra ở Triều Tiên thì tao sẽ thống trị thế giới này. Cho tới khi một người gục ngã hoàn toàn. Ok, dĩ nhiên rồi.
Nhất giả rồi mô thủ lĩnh. Phần còn lại cứ để chúng tôi lo. Vậy cứ làm như ông muốn đi. Cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Lần trước ở Seo Rắc, ông cũng để tôi đi dễ dàng mà. Là đáp lễ thôi. Mở ra. Vâng. Mô Y Hoa, tên khốn xảo quyệt. Trở về hộp đêm Thượng Hải. Nhanh lên. Vâng. Hay thật đấy. Xin Yun Tê. Xin Yun Tê. Đứng lên đi. Đã truyền tin về vụ Shin Jun-tae bị thương rồi chứ? Tôi đã làm rồi, thưa cục trưởng. Hắn biết điểm yếu nhưng lại không tấn công vào đấy. Đúng là tên Triều Tiên ngu ngốc. Ôi, may quá. Shin Jun-tae tỉnh lại rồi kìa. Jun, mở mắt ra đi mà. Shin Ji-hoa. Xuân Di Hoa, anh hứa với tôi rồi mà. Anh đã hứa sẽ hẹn hò với tôi rồi mà. Mở mắt ra đi, đồ khốn. Cậu ở đó làm gì? Xuân Di Hoa chưa chết được đâu. Thế nên mau lên. Mau đưa anh ta về quán đi ha, mau lên. Dừng. Quang Bác, mang chúng ra đây. Mọi người có biết hắn là ai không? Bọn này chính là kẻ đã sát hại gia đình chủ quán mì. Chúng cũng là người đã tấn công bà Giang Giang. Vài ngày trước, chính chúng là những kẻ đã biến bang Sam Thông thành biển máu. Đúng như vậy. Cái kẻ có hình xăm đó, chính hắn đã giết chết chồng tôi. Chúng đã sát hại hơn 10 người dân bang Sam Thông vô tội. Chúng biến tôi và Xuân Dân Hoa thành kẻ thù. Và khiến trận đấu này diễn ra, vậy ta phải làm sao đây? Giết chúng đi. Tất nhiên là phải giết chúng đi rồi. Không thể tha thứ được. Tôi xin hỏi ý kiến ngài, thưa ngài cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng, chúng ta nên làm gì với chúng đây? Theo quan điểm của cục công bộ chúng tôi, các người phải xét xử chúng theo luật. Cảnh sát trưởng,
Anh đã nghe thấy rồi đấy. Anh không thấy nỗi căm giận của dân chúng sao? Chồng của người vợ vô tội đã bị giết kìa. Các người không thấy sự căm hờn trong ánh mắt của đứa trẻ mất cha sao? Máu phải trả bằng máu. Tôi nói vậy có đúng không mọi người? Đúng vậy, phải xử lý bọn chúng đi. Không thể tha thứ cho chúng được. Mọi người, hình phạt dành cho những kẻ đó. Sao không để người thắng cuộc hôm nay quyết định đi? Đúng rồi. Dĩ nhiên rồi ạ. Nhưng thưa mọi người, tội của chúng quá lớn. Cho dù có chết cả ngàn lần cũng không thể trả thù. Trước khi xử lý chúng ta nên tìm ra người đứng sau chúng. Chẳng phải chúng ta sẽ tìm ra kẻ giật dây trước sao? Đúng thế. Phải tìm ra chủ mưu trước. Đúng rồi, nên làm như vậy mới đúng. Hãy tìm ra kẻ chủ mưu trước. Vậy theo ý muốn của tất cả mọi người, tôi sẽ tìm cho ra người đã chỉ huy bọn chúng. Mau nói đi. Nếu nói ra, ta sẽ để cho mày sống. Người đã ra lệnh cho chúng tôi giết họ là... Còn có thể là ai nữa chứ? Chẳng phải đã rõ ràng là bọn cộng sản rồi sao? Cả hai người này đều là cộng sản đến từ Mãn Châu. Chúng ta đào thoát sau khi những án tử hình. Lệnh đưa ra là gặp ở đâu giết ngay tại đó. Hơn thế nữa, chúng trà trộn ở Hoang Bang là để cố bắt cóc các ca sĩ. Cảnh sát Hu, tôi xử lý chúng như vậy không vấn đề gì chứ? Tất nhiên rồi. Những người nhận án tử hình của chính phủ, dù có bị giết cũng không thành vấn đề. Cảm ơn ngài. Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà Hoang Bang đã giữ được thanh danh. Nào, mọi người, theo kết quả trận đấu tối nay, chúng ta đã xác định được chủ nhân của hộp đêm Thượng Hải rồi. Thời đại mới của bang Song Tông đã bắt đầu. Mọi người, những người tới dự buổi hôm nay đều được chúc phúc cả. Tại sao ư? Vì lão già này đây sẽ bao toàn bộ hộp đêm Thượng Hải để chiêu đãi tất cả mọi người. Con trai của lão đây đã trở thành chủ nhân mới của bang Sam Tông. Sao có thể không chiêu đãi mọi người được chứ? Hãy ca ngợi sinh nhân tế nào. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ bỏ qua vì ngươi đã hại được Dương Diệt Hòa. Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Hiểu chứ? Cha cũng vậy thưa cha. Đừng bao giờ đụng vào bang Song Tông nữa. Nếu còn xảy ra chuyện, dân chúng bang Song Tông sẽ không còn kính trọng ông nữa. Và tôi cũng không đứng yên nhìn nữa đâu. Cảm ơn nhiều. Ta sẽ không quên lời cảnh báo của người đâu. Nhưng người cũng đừng quên, đây là địa bàn của Hoang Bang. Và cô gái của người cũng có ở đó. Hơn nữa, người con gái ấy của người sẽ được ở một nơi xa xôi, nơi mà tay ngươi cũng không thể chạm tới được. Riun à, chúng ta đi thôi. Dân, thưa ban chủ, anh làm tốt lắm.
Vạn Lý Trường Thành có thể một lần xô đổ được sao? Phải thật chậm rãi và bất ngờ tấn công. Chúng ta sẽ lên kế hoạch lại. Chiến thắng của cậu ngày hôm nay sẽ được dân chúng Bang Sâm Tông ghi nhớ. Vì giúp hổ đã bị đánh bại và chim ưng Thượng Hải mới đã trỗi dậy. Xin Jun Tae. Xin Jun Tae. Dự đoán của con đã sai rồi, Aoki. Con nói họp đêm Thượng Hải rơi vào tay của con chỉ còn là vấn đề thời gian thôi mà. Con định sẽ làm gì đây? Con đã chuẩn bị quân bài kế tiếp rồi à? Các thành viên chi hội Thượng Hải không ai biết dùng kiếm sao? Tại sao tên khốn này vẫn còn sống vậy hả? Aka! Aka! Thưa cha, xin cha hãy nhỏ giọng lại. Aoki, giờ con đang ra lệnh cho ta sao? Anh ta chính là quân bài kế tiếp đấy à? Shinichi sẽ theo lệnh của con đi hành thích Seo bàn chủ. Thằng ranh con láo xược này, càng ngày chuyện sẽ càng khó khăn hơn. Sao không khử nó luôn lúc này à? Ngay lúc này đây, ta muốn giết nó luôn cho xong lắm chứ. Nhưng cái tên Aoki đó đã nhúng tay vào vụ điều tra tài chính rồi. Ai sẽ điều hành họp đêm đây? Còn nữa, ai sẽ trừ khử Iguha đây? Nếu như vậy, chúng ta sẽ lo cho Iguha trước, rồi sẽ trừ khử nó. Nếu ta xử xong Iguha, thì cả Aoki cũng sẽ bị tiêu diệt thôi. Dĩ nhiên là chúng ta phải làm việc đó rồi. Chỉ với một cánh tay, ngươi nghĩ mình có thể hành thích được Sao Đô Sung của Hoàng Bang chứ? Cha yên tâm, con đã cài gián điệp vào Hoang Bang rồi. Cho hắn vào. Tôi Kim Doku xin ra mắt hội trưởng Iguha. Xin gửi tới ngài lời chào trân trọng nhất. Tên này, hắn ta là gián điệp của Hoang Bang sao? Vâng. Trước đây hắn phục vụ Shinichi. Chính hắn sẽ dẫn đường cho chúng ta đến với Seo Đô Sung. Chỉ cần ngài ra lệnh, vì lợi ích của Iguha, tôi sẽ toàn tâm toàn lực, bất kể tính mạng. Shinichi, kế hoạch lần này thành công hay không sẽ quyết định chúng ta và Hoang Bang có giao đấu trực diện hay không. Ngươi hiểu rõ chứ? Tôi hiểu thưa ngài. Nếu thế, với tư cách của một samurai, hãy chết trong danh dự. Tôi muốn thỉnh cầu ngài một việc. Chuyện gì? Chức vụ chi hội trưởng Thượng Hải của Gaya, xin hãy khôi phục cho cô ấy. Ngươi không nên đề cập đến chuyện đó mới phải. Tôi cầu xin ngài, đó không phải là chuyện ngươi có thể yêu cầu. Sau khi ngươi thực hiện thành công kế hoạch, ta sẽ xem xét chuyện đó. Xin Endo Shinichi, xin chào vĩnh biệt hội trưởng lần cuối.
Aoki. Ngay sau khi Shinichi rời khỏi đây, hãy loan tin tới bọn giang hồ tứ xứ, côn đồ và bọn người Thượng Hải bẩn thỉu là đầu của hắn được treo thưởng với giá cao. Thưa cha, giờ hắn đã tàn phế. Từ giờ cho tới lúc hắn tóm được Sao Đông Sùng, chúng ta không nên động tới hắn. Nỗ lực cả đời, trân trọng chỉ một cơ hội. Nếu như không có quyết tâm như vậy thì có thể tấn công Sao Đông Sùng được sao? Anh Aoki, Gaya, lần này em vất vả nhiều rồi. Vậy nghĩa là tôi không được phóng thích rồi đúng không? Không phải chỉ được phóng thích không thôi. Từ bây giờ em được khôi phục lại chức vụ chi hội chủ Iguha Thượng Hải. Chúc mừng em. Hội trưởng đã hồi tâm chuyển ý rồi sao? Sao lại thế? Em muốn biết chuyện đó thì hãy ra ngoài đi. Shinichi đâu rồi? Ra ngoài rồi em sẽ biết. Em hãy ra ngoài đi. Cái gì vậy? À, đây là vì anh đã vất vả chiến thắng nên mấy con bạc tặng số tiền này cho anh ạ. À? Mấy con bạc? Vâng. Cái này gọi là, lần trước mình nói là cái gì vậy? Tiền cược trận đấu. À đúng rồi, tiền cược trận đấu đó. Em đi ngang qua trông thấy choáng luôn đó. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Phần còn lại hãy bỏ hết vào quỹ cứu trợ ban Sam Tông. Anh định bỏ hết vào quỹ sao hả? Gia đình của những người quá cố sẽ phải cần tiền cho chi tiêu hàng ngày và học phí của bọn trẻ. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta cần phải trả nợ ngân hàng cho khoản vay của hộp đêm hay sao? Đại ca, chuyện đó, khoản vay ngân hàng Standard và ngân hàng Trung Quốc, đại ca Cha Hoa đã trả hết cho họ rồi à? Đại ca Cha Hoa? Dân à, ôi thật là, thật không thể hiểu nổi sao lại có thể mạo hiểm cả tính mạng của mình cho một nơi như thế này chứ. Em biết mà. Em còn nhớ phòng trà đó không? Đó là nơi đầu tiên anh gặp em. Lúc đó anh chỉ là một tên ăn mày trong những tên ăn mày. Anh thực sự đã trưởng thành rồi. Anh biết, thằng ăn mày đó nhờ ban Sam Tông mà nên người rồi. Và cả em nữa. Anh tự quay về được chứ? Sao vậy? Anh nói chuyện kiểu này nên em nghĩ anh nuối tiếc sao? Không có chuyện đó đâu. Anh cảm thấy rất tuyệt nên mới nhắc lại chuyện này thôi. Chết tiệt. Anh sẽ trở về chứ?
Không đâu. Anh biết mà. Anh sẽ đến gặp em chứ. Cái tên Bang Sam Tông giờ làm anh phát bệnh rồi. Thế nên anh không quay lại đâu. Trần Trần Hoa, anh là Bang Sam Tông, và Bang Sam Tông cũng chính là anh. Sun Wuji, ngoại trừ em ra, chẳng ai nghĩ như vậy nữa cả. Ngoại trừ em ra, người khác đều nói không đâu. Ngày nào đó họ sẽ biết. Họ sẽ biết được anh yêu Bang Sam Tông đến nhường nào. Ôi trời, cũng chẳng sao cả. Giờ mọi chuyện đều kết thúc rồi. Anh đi đây. Anh có đi cũng đừng đi xa quá. Trở về nhé. Nhất định em sẽ luôn chờ anh trở về. Anh bây giờ thật sự rất muốn nhìn thấy mặt em. Thế nhưng nếu nhìn nó, anh sẽ khóc như một đứa trẻ. Và sẽ không giữ được bình tĩnh. Thế nên anh không thể. Vì vậy anh đi đây. Cảm ơn em. Anh là đồ ngốc. Anh đã mất bình tĩnh rồi còn gì. Vào trong đi. Cô nàng tồi tệ. Xem ra giờ là kết thúc thật rồi. Đại ca, dừng lại. Mấy cái đứa này, đây là biên giới của tô giới Pháp cơ mà. Shin Yun-tae, cậu muốn bị đám cảnh sát đó bắt nữa sao? Muốn bị tra tấn đánh đập ở cục công bộ nữa hay sao chứ? Thấy rồi đấy. Thay vì dùng giấy thông hành tạm đó, tôi đã cố lấy giấy chứng minh cho cả bọn bằng cách hối lộ thật nhiều tiền cho quan chức chính phủ. Nhưng chỉ có thể lấy được cho tôi và cậu thôi. Cậu chỉ cần dán hình vào đó. Đại ca, còn bọn em thì sao? Đúng rồi, còn bọn em thì sao? Sao tôi phải làm cho các người chứ? Đi mà bảo ông chủ mới có các người làm cho. Còn nữa, đây là chìa khóa két sắt của tôi. Trong đó có tất cả tài liệu ghi chép về các thương vụ làm ăn với Hoàng Bang. Khi nào cậu báo thù, đó sẽ là lưỡi dao của cậu. Bác Sĩ Kỳ, mang chi?
Vâng, đại ca. Cố gắng mà phục vụ cô ấy cho tốt đi. Nếu tao mà biết được bọn mày làm không tốt, thì tao sẽ cho bọn mày biết tay đi. Vâng, đại ca. Xin Dương Tê, chủ nhân mới, toàn dân bang Sam Tông, tôi giao phó hết cho cậu đi. Đại ca, đừng gọi tôi là như thế nữa. Chủ nhân mới hiện giờ mới là đại ca. Hãy bảo trọng. Đại ca, xin hãy bảo trọng. Tiểu thư, xin hãy trở thành tia lửa của Iguha. Mày là Shinichi đúng không? Hãy tránh ra. Ta sẽ không chết vì bọn mày đâu. Câm miệng lại. Bọn tao cần cái mạng của mày và cả tài liệu mà mày đã đánh cắp. Mày nói tài liệu ư? Lên. Shinichi ở đây nè. Hắn đang ở đây nè. Aoki, im lặng và đi theo tôi. Đây là gì vậy? Chiến lược Mori của Hideki Tojo và bản đồ những nơi Nhật Bản có thể xâm chiếm tại Thượng Hải. Thì ra mấy gã đó nói về cái này, anh về cái này là lưỡi kiếm của chúng ta. Thậm chí cả xeo đôi sung vĩ đại cũng có thể bị qua mắt. Tôi nghĩ mình chỉ cần bảo vệ được tiểu thư là được. Giờ còn cả Nhật Bản để lo nữa. Thật vinh hạnh. Seo Du Sung sẽ sớm đến đây thôi. Mọi việc nhờ cả vào anh. Chúc anh thành công. Aoki. Tiểu thư, tôi giao phó cho cậu. Tôi đã chuẩn bị nước tắm rồi ạ.
thân mẫu của cô, nữ chủ Ryoko, để bảo vệ người chồng đang bị thương của mình, đã xông ra trước mũi kiếm của tôi. Sau sự việc đó, mỗi ngày trôi qua với tôi đều là địa ngục. Sau đó, sau khi tôi gặp cô, tôi đã có thể rửa sạch tội lỗi. Thế nên tôi đã thấy rất hạnh phúc. Bây giờ tôi sẽ dâng hiến cả những gì mình có. Khi nào cô được phục vị, lúc đó hãy sống thật hạnh phúc. Shinichi. Đó chẳng phải là Shinichi sao? Đúng rồi ạ. Sau khi bị trục xuất, hắn đang bị truy đuổi. Dừng xe. Ban chủ, nguy hiểm lắm mà. Cứu hắn đi, quan bác sa. Ban chủ, tại sao tay kiếm của Ikuha lại đến sao rác và lâm vào tình cảnh này? Tôi chắc đó là khổ nhục kế. Có phải hay không? Cứ cứu hắn thì sẽ biết thôi. Còn làm gì nữa, mau cứu hắn đi. Dừng. Dừng hắn dậy. Tất cả bọn mày tránh ra. Gọi người đến chữa trị cho hắn đi. Mang tất cả bọn lang thang vào nữa. Hiểu rồi à? Gọi người đến đi. Không sao cả, chỉ có một người thôi nên để tôi lo à? Đứng dậy đi, trời ạ. Anh không sao chứ? Nào, đứng dậy nào. Tiểu thư đi đâu vậy à? Không phải chuyện của các người. Cảm ơn nhiều. Ta sẽ không quên lời cảnh cáo của người đâu. Nhưng ngươi cũng đừng quên, đây là địa bàn của Hoàng Bang, và cô gái đó cũng đang ở đây. Hơn nữa, người con gái của ngươi sẽ được đến ở một nơi rất xa, nơi mà tay ngươi không thể chạm đến được. Đại ca, đây không chỉ là tiệc mừng anh trở về thành ông chủ mới của bọn em, mà còn là bữa tiệc của chính bọn em nữa. Tiệc mừng sao? Đúng vậy, bình cũ rượu mới chứ. Tôi đã phải gõ cửa ầm ầm tiệm bánh pháp để đóng cửa để mua cái bánh này đấy. Các anh đã nghe qua về nó rồi chứ? Bánh kem tươi, còn đây là mặt nạ tiệc. Ông chủ, em cũng đã lấy sâm banh từ nhà bếp rồi đây. Không phải lúc này. Xin lỗi. Này, xin nhân đây. Sao vậy chứ? Tại sao lại không phải lúc này chứ? Tài liệu chiến lược Mori. Anh nói là tài liệu chiến lược Mori sao? Dừng. Theo như mấy kẻ lang thang đó nói, thì tên của tài liệu mật là như vậy. Vậy lẽ nào là thật sao? Trước khi Hideki Tojo bắt đầu cuộc chiến với Trung Quốc, đó chẳng phải là cái tên hắn đặt cho chiến lược gây xáo trộn Thượng Hải sao? Là Mori sao? Đúng thế à?
Lực lượng tình báo toàn thế giới đã lục tung tất cả, vậy mà không tìm thấy bất cứ thông tin nào về chiến lược này. Hắn đã mang nó đến đây thật sao? Tài liệu chiến lược Mori. Nếu tài liệu trong tay Shinichi là thật, thì ta có thể trở thành cánh tay phải của Thượng Giới Thạch rồi. Ban chủ, có câu cầu đá cũng phải thử trước khi qua. Xin ban chủ cẩn trọng. Cho dù là cầu đá hay gián mục, một khi băng qua rồi thì sẽ rõ thôi. Shinichi đâu? Tôi có chuyện muốn thưa với ban chủ à. Có chuyện gì? Tài liệu chiến lược Mori là về chuyện đó à? Cái gì? Gaia đã đến hoang bang tìm Shinichi sao? Dừng. Aoki, con nhỏ Gaia đó, nó nghĩ nó đang làm cái gì vậy? Aka, Gaia không thể đến hoang bang được, hãy ngăn nó lại. Aka, nếu không thể ngăn cản được tình huống hay người đến quá muộn, hãy giết luôn Gaia. Con cũng đi đây à? Aoki, con sẽ ở lại đây. Thưa cha, ta đã nói là con ở lại đây. Chỉ vì một đứa con gái mà đành quỷ hoại luôn tương lai sao? Lúc này trong lòng con đang nghĩ gì? Đừng để ta phát hiện ra đây. Một khi ta biết được thì cả con cũng không thoát khỏi tội chết đâu. Vết thương của cậu thế nào rồi? Nhờ các ngài mà đỡ nhiều rồi ạ. Xin cảm ơn. Cậu sắp diện kiến ban chủ, sao không để kiếm lại? Dĩ nhiên rồi, để tôi giúp cậu. Tôi bị đồn thổi sai lệch là có ý định tấn công, thế nên ngài lo lắng sao? Vẫn là cẩn tắc vô ấy nấy mà. Cảm ơn ngài. Xin mời vào. Mình thất bại rồi. Mình đã sai lầm khi tin thằng đó cừu đó. Shinichi, giờ đã ổn rồi chứ? Đã ổn rồi à? Nhờ ơn ngài đã giúp đỡ. Có lẽ là hơi thất lễ, nhưng vết thương đã được chữa trị, thế nên tôi xin phép được quay về. Quay về sao? Chiến binh đã bị trục xuất, còn có nơi nào để quay về sao? Đó là nơi tôi đã sinh ra, nên tôi chỉ còn cách bò về đó thôi à. Tôi đã được ngài đưa về, giờ tôi phải đi thôi. Để đáp tạ ơn cứu mạng, xin hãy nhận của tôi một lạy. Được thôi.
2 giây để hai tay kiếm phản hồi lại nhát chém, 2 giây để loại bỏ tất cả các chướng ngại vật. Vậy có thể thành công được. Chỉ có một cơ hội duy nhất. Ngươi nghĩ ngươi sai lầm từ chỗ nào vậy? Gián điệp. Có lẽ là bắt đầu từ thằng Doku đó. Đúng thế. Nhưng mà từ khi ngươi bắt đầu bắn pháo hoa lên trời là ta đã biết rồi. Một thằng Nhật Bản đang cố bắt chước Kinh Kha, thích khách ám sát Tần Thủy Hoàng năm xưa. Thông minh đấy. Khi tiễn Kinh Kha qua sông, bạn của hắn đã hát ca khúc này. Gió hiu hiu. Nước sông dịch lạnh ghê. Tráng sĩ một khi chẳng trở về. Nhưng ngươi và cả thích khách đó đều thất bại. Lịch sử chính là đây. Ta sẽ chém đầu ngươi và gửi nó lại cho đen cai kẻ gian xảo đó, để nhắc nhở cho hắn nhớ câu chuyện lịch sử mà hắn đã quên. Hãy thắp sáng nơi này lên như ban ngày và chuẩn bị chém đầu hắn. Dân. Cuối cùng Shin Jun-tae sẽ phải đối đầu với Hoang Bang. Thế nên nếu biết được đường đi nước bước trong Seo Rắc thì nó sẽ giúp được cậu ấy. Dù gì ta cũng sẽ xuống địa ngục, nên ta mang theo được bao nhiêu thì sẽ mang. Chi hội chủ Gaya, phó ban chủ, tôi sẽ đưa Shinichi đi. Không có chuyện đó đâu. Hắn đã đến Hoang Bang mưu đồ hành thích ban chủ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ xử hắn.